ngày 10 tháng 11 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số 36 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Một sự kiện quan trọng của họ Mai Việt Nam. Những nhận định lớn với sự tham gia của hơn 100 đại biểu, 35 tham luận. Những xu hướng phát triển tích cực, phù hợp nhằm xây dựng họ Mai Việt Nam đoàn kết và phát triển. Những thảo luận, phân tích chuyên sâu, làm rõ những đóng góp của họ Mai Việt Nam, của các danh nhân họ Mai trong mỗi thời kỳ, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong tiến trình lịch sử dân tộc. Hãy cùng chào đón Hội thảo họ Mai Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề Đóng góp của họ Mai Việt Nam trong lịch sử dân tộc, phương hướng hoạt động của Hội đồng dòng họ Mai Việt Nam. Làm việc ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài. Hãy cùng đón xem Hội thảo họ Mai Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất. Hội thảo diễn ra vào 8 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số 36, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội thảo được tường thuật trực tiếp trên nền tảng công nghệ số của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam, mạng xã hội thực tế.vn, YouTube HDTV Việt Nam, fanpage truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Mọi thông tin về hội thảo xin liên hệ Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, Phó trưởng ban thường trực họ Mai Việt Nam. Số điện thoại 0988 087 888. Website họmaivietnam.com.